đây là đường phố Trung Quốc về đêm các bạn ạ. Đấy. Nhiều hàng hóa, người đi dạo cũng rất là nhiều. Đây là cửa hàng điện thoại. Đây là quần áo. Sáng mai thì đây, sáng mai đây. Lại là cái gì ở đấy mà tìm. Các bạn đi xe chóng mặt lắm. Xe này lại chúng đi lại giá hết nhà hàng. Không bán không có tiền. Đi hôm nay không chơi đâu. Trong cảnh như thế nào. Không biết lương không hả cháu? Là đây là đây là đây. Cháu như bà không biết đi lần này. Con người này đang hỏi đi. Hỏi bác tài bác kiếm biết cầm 45 phần ngược mặt luôn chứ. Cảm ơn các bạn đã xem video của Hồng Đinh. Hãy nhấn nút đăng ký ở phía dưới để đón xem những video mới nhất từ kênh Hồng Đinh nhé.